chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng những nguy hiểm sẽ không xảy ra với mình. Vì vậy, ít khi nào chúng ta chuẩn bị những kế hoạch để đối phó. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, bạn ở trong một khu vực có hỏa hoạn xảy ra. Ngôi nhà và người thân của bạn có an toàn hay không? Bạn sẽ làm gì để thoát khỏi đám cháy? Sẽ thật khó khăn nếu không có những kiến thức cơ bản để đối phó trong các trường hợp như vậy. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu lửa cháy được bằng cách nào. Ba yếu tố chính tạo nên sự cháy là sự hòa hợp giữa không khí, hơi nóng và nhiên liệu. Nếu thiếu một trong ba yếu tố trên thì sự cháy sẽ không thể xảy ra. Hiểu được điều này thì chúng ta có thể khống chế được các ngọn lửa nhỏ như lửa từ nấu nướng mà chút nữa đây chúng ta sẽ nói đến trong các phần sau. Nguy cơ hỏa hoạn. Mỗi 10 giây ở Mỹ xảy ra một trận cháy nhà với nhiều lý do khác nhau và chúng lan nhanh với tốc độ chóng mặt như sau. Trong vòng 30 giây, đám cháy bắt đầu và nhanh chóng bùng phát. Ở 1.04 phút, lửa lan nhanh từ khởi điểm và căn phòng bắt đầu bốc khói. Ở 3.20 phút, việc trốn thoát khỏi đám cháy sẽ rất khó khăn, nhất là khi tầng lầu trên đã ngập khói và nhiệt độ ở điểm cháy đã lên quá 500 độ F. Người bình thường không thể chịu đựng được sức nóng như vậy. Vào lúc 3.50 phút, tất cả phòng nơi lửa bắt nguồn đã bùng lên với nhiệt độ quá 1.400 độ F. Đến 4.33 phút thì ngọn lửa đã nhấn chìm bên ngoài của căn nhà và không còn cách cứu người trong nhà ra được nữa. Chỉ cần 5 phút thôi là lửa có thể cháy nguyên căn nhà và không đủ thì giờ để quyết định chuyện gì cả. Ngọn lửa không chờ đợi ai cả, vì vậy chúng ta phải có sự chuẩn bị sẵn sàng và lập kế hoạch trước. Do dự có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Các bạn có biết nguyên nhân cháy cao hàng đầu ở nước Mỹ là gì không? Là nấu ăn. Nấu ăn là nguyên nhân cháy cao hàng đầu ở nước Mỹ. Cơ quan cứu hỏa quốc gia đã ước tính trung bình khoảng 172.900 vụ cháy nhà do hoạt động nấu nướng trong năm 2014. Và 2018, các sở cứu hỏa đã ứng phó với trung bình là 470 vụ hỏa hoạn do nấu nướng tại nhà mỗi ngày. Phần lớn là do sự thiếu chú ý. Chúng ta có thể giảm thiểu hoặc tránh được nếu làm các điều sau đây. Đừng rời khỏi nhà bếp khi chưa nấu xong. Nếu cần phải rời khỏi nhà bếp thì hãy tắt bếp trước. Đừng để các vật dễ cháy gần lò bếp. Nhớ quay các tay cầm của chảo và nồi vào phía trong để tránh va chạm. Nguyên nhân gây nên hỏa hoạn lớn thứ nhì là do hệ thống sưởi tại nhà. Các bạn có biết lý do tại sao máy sưởi nhỏ có thể gây cháy dễ dàng không? Vì các thiết bị được đặt quá gần nệm, khăn trải giường hay quần áo vứt bừa bãi gần máy sưởi. Vì vậy, nên giữ khoảng cách ít nhất là 3 feet giữa máy sưởi và các vật linh tinh khác. Tắt máy sưởi và nguồn điện khi cần phải rời khỏi phòng. Cắm trực tiếp dây điện của máy sưởi vào ổ điện chính. Nhớ là không bao giờ dùng các loại dây điện nối dài hay hệ thống nhiều ổ cắm điện. Mua các loại máy sưởi có chức năng tắt điện tự động khi bị đụng ngã. Kiểm tra hệ thống lò sưởi, ống khói và các đường dẫn tới ống khói. Nếu có hư hại, sửa chữa chúng ngay. Nguyên nhân thứ ba gây nên hỏa hoạn thường xuyên là do hệ thống điện trong nhà. Lý do là các dây điện không được sử dụng đúng cách. Hỏa hoạn gây ra bởi điện, vì dây điện bị đứt, vỏ bao điện bị cũ rách, công tắc lỏng lẻo hoặc trở nên quá nóng bởi chất bẩn hay chất dầu. Cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ cắm cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Vì vậy, để tránh, chúng ta nên cho các chuyên gia đến kiểm tra hệ thống điện cứ 4 năm một lần. Chúng ta có thể nhận biết khi nguồn điện bị chạm nếu để ý các điều sau đây. Đèn bị chớp tắt, cầu dao cầu điện bị tắt, cầu chì bị nổ, có mùi khét, công tắc bị chập lửa. Bạn làm gì khi xảy ra cháy điện như máy laptop hay máy sấy tóc ngửi có mùi cháy? Nếu bạn biết thiết bị đang bị rắc rối vì điện, thì nên rút dây một cách an toàn ra, tắt cầu dao và tắt cầu chì. Nếu thiết bị gây cháy điện được tìm thấy và bạn có thể tiếp cận dây và ổ cắm một cách an toàn, rút dây cắm điện ra, tắt cầu dao riêng lẻ trước, sau đó tắt cầu dao chính, tắt cầu chì, rút các cầu chì riêng lẻ, sau đó rút cầu chì chính. Còn khi bạn ngửi thấy có mùi khí hoặc mùi khói thì nên tìm cách tắt đường ga chính. Bạn có biết được đường ga chính của nhà mình nằm ở đâu không? Nếu chưa, thì bạn nên đi vòng quanh nhà và xem nó nằm ở đâu,
Điều đó giúp chúng ta có thể tắt đường ga chiến một cách nhanh nhẹn. Thường thì đường ga chiến được tắt bên hông nhà, nhưng mà mỗi nhà khác nhau. Khi tắt thì bạn cần phải có kềm cờ lê, tiếng Mỹ gọi là wrench. Vì vậy chúng ta cũng nên có sẵn dụng cụ này để khi cần. Sau khi bạn đã tắt khí ga của bạn thì hãy để yên như vậy, đừng tự bật trở lại. Hãy gọi nhà cung cấp khí đốt của bạn đến, chuyên viên nhà đèn sẽ giúp bật lại. Ở tại California, chúng ta không phải trả chi phí cho các dịch vụ này. Bạn có thể nhìn vào hình này để thấy rõ cách bật tắt đường ga. Đường ga hiện giờ khi hoạt động thì có chiều thẳng đứng, và chúng ta sẽ xoay nó 1/4 về phía tay trái hay tay phải gì cũng được, nhưng nó sẽ nằm ngang như trong hình. Hút thuốc. Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do hỏa hoạn tại nhà. Nếu trong nhà bạn có người hút thuốc, thì nhà bạn có nguy cơ dễ cháy hơn. Ước tính trung bình hàng năm có 18.100 báo cáo các vụ cháy nhà vì hút thuốc, và đã giết chết trung bình khoảng 590 người mỗi năm, chưa kể nhiều thiệt hại khác nữa. Khu vực bắt nguồn hàng đầu cho các vụ cháy nhà là do hút thuốc ở ban công hoặc ngoài hiên nhà. 43% số người chết vì hỏa hoạn bắt đầu từ phòng khách, 1/3 là do hỏa hoạn bắt đầu từ phòng ngủ. Và để tránh rủi ro, bạn có thể làm được qua những điều sau đây. Thứ nhất, hút thuốc ngoài trời. Sử dụng gạt tàn thuốc có chiều sâu và nặng để không bị lật ngã. Tập thói quen dập điếu thuốc cẩn thận hoặc làm ướt đầu thuốc trước khi bỏ vào thùng rác. Chỉ hút thuốc khi tỉnh táo, không bao giờ hút thuốc trên giường hay khi mệt mỏi hoặc sau khi uống những loại thuốc có chất làm buồn ngủ. Và chúng ta còn nhiều nguyên nhân khác nữa dễ gây nên hỏa hoạn, thí dụ như đốt đèn cầy. Trung bình có 20 mấy vụ cháy nến được báo cáo mỗi ngày, nhất là những ngày cuối năm như dịp lễ Giáng sinh là cao điểm của các vụ đốt nến. Để tránh hỏa hoạn, các bạn hãy giữ khoảng cách giữa nến và các vật khác ít nhất là 12 inches. Hãy chọn các loại nến LED. Tắt hết nến trước khi bạn rời khỏi nhà, khỏi phòng hay trước khi đi ngủ. Hỏa hoạn do trẻ em chơi đùa với lửa. Trung bình 150 người chết mỗi năm vì trẻ em thường nghịch lửa ở những nơi khuất, chẳng hạn như phòng ngủ, tủ quần áo. Hãy hướng dẫn các em tránh lửa, không chơi với diêm quẹt. Lựa những lúc như khi xem một đám cháy nào đó trên TV để có thể cắt nghĩa cho các em sự lợi hại của lửa. Ngoài ra, cây thông Noel gây hàng trăm vụ cháy mỗi năm. Thông thường vì các đèn điện trang trí trên cây thông tạo ra hơi nóng làm cây bốc cháy hoặc những ngọn lửa bùng phát từ nến. Vì vậy, nên giữ cho nước dưới gốc thường xuyên để tránh bị khô. Và nhớ đặt cây vững vàng để tránh chó hay mèo làm lật ngã. Khoảng 3 trong 5 trường hợp tử vong do hỏa hoạn xảy ra trong những ngôi nhà không có thiết bị máy báo khói hoặc máy báo khói không hoạt động. Thiết bị báo động khói là một phần quan trọng để chúng ta được thoát hiểm khi hỏa hoạn tại nhà. Nếu smoke detector dùng để báo với chúng ta nguy hiểm cháy, thì máy carbon monoxide giúp thông báo với chúng ta là không khí trong nhà hoặc phòng đang bị khí độc. Khi có quá nhiều carbon monoxide trong không khí, cơ thể bạn sẽ thay thế oxygen trong các tế bào hồng cầu bằng carbon monoxide. Điều này có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Carbon monoxide là một loại khí độc không màu, không mùi, không vị, được tạo ra bằng các đốt cháy xăng, gỗ, propane, than củi hoặc nhiên liệu khác. Nên đặt các máy báo động khói và khí độc ở đâu cho đúng? Máy báo động khói, một máy cho mỗi phòng ngủ và mỗi tầng lầu. Máy báo động khí độc carbon monoxide, một máy cho mỗi phòng ngủ và mỗi tầng lầu. Bình chữa cháy, một cho mỗi tầng lầu. Ngoài ra còn có nhà bếp và nhà để xe. Bình xịt tundra, nhà bếp và các lò nướng ngoài trời. Và chúng ta nên thay pin mỗi 6 tháng để biết rằng các máy hoạt động tốt. Chúng ta đã nói về máy báo khói và máy báo khí độc. Bây giờ một thiết bị vô cùng quan trọng cần phải có, đó là bình chữa lửa. Nếu là đám cháy nhỏ, chúng ta nên áp dụng những điều sau đây trước khi sử dụng bình chữa cháy. Báo động cho những người trong nhà về hỏa hoạn, nhờ một người gọi 911. Biết cách sử dụng bình chữa cháy. Nếu là một ngọn lửa nhỏ, thì bạn có thể dùng một cái thùng xô chụp lại, vì khi lửa thiếu không khí thì sẽ tắt. Chúng ta sẽ có cơ hội khống chế ngọn lửa dễ dàng hơn. Bạn có nên sử dụng bình chữa cháy hay không? Các bạn nên đặt ra những câu hỏi sau đây, và nếu câu trả lời của các bạn là có cho tất cả những câu hỏi trên, thì bạn có thể sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Thứ nhất,
là tôi có thể thoát ra khỏi khu vực một cách nhanh chóng và an toàn không? Tôi có thể dập tắt đám cháy thành công không? Tôi có đúng loại bình chữa cháy không? Bình chữa cháy có đủ lớn cho đám cháy không? Có chắc là không có những vật liệu nguy hiểm hay các mảnh vỡ rơi xuống không? Đám cháy có thể dập tắt trong vòng 5 giây không? Nếu trả lời có cho các câu hỏi trên, thì bạn có thể sử dụng bình chữa lửa. Và nếu trả lời không, thì hãy nhanh chân rời khỏi nhà lập tức và hãy gọi 911, đồng thời la to lên để báo động cùng mọi người trong nhà hay trong khu vực. Chọn bình chữa cháy đúng sẽ giảm thiệt hại về tài sản và nhân mạng. Mỗi bình chữa cháy đều có các chức năng khác nhau. Sử dụng sai lầm có thể làm cho đám cháy trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn. Vì vậy, bạn cần chọn cho mình một bình chữa cháy đúng. Có 5 loại khác nhau. Ký hiệu lần lượt là A. Chữa cháy chất rắn như giấy, gỗ, vải, v.v. B. Chữa cháy chất lỏng như xăng, dầu. C. Các thiết bị điện đang sử dụng. D. Chữa cháy kim loại như nhôm. Và K. Chữa cháy các loại dầu mỡ. Ví dụ, bình ABC dập được 3 loại cháy là chất rắn, lỏng và khí và cả thiết bị điện. Bình chữa cháy ABC là loại bình chữa cháy thông dụng nhất trên thị trường. Nó cũng là bình chữa cháy linh hoạt nhất và tốt nhất để sử dụng trong gia đình. Hầu hết các cơ quan cứu hỏa đều khuyến cáo rằng tất cả các cơ sở phải sẵn sàng trang bị sẵn phương tiện chữa cháy ABC. Cách sử dụng bình chữa cháy. Có bao nhiêu bạn ở đây biết cách sử dụng hoặc đã từng sử dụng bình chữa cháy? Điều đầu tiên bạn cần là sự bình tĩnh. Cầm bình vững vàng. Bạn hãy nhớ tuần tự 4 bước sau đây. Kéo khóa an toàn. Nhắm vào đám cháy. Bóp tay cầm. Xịt từ trái qua phải và ngược lại. Bạn đã có kế hoạch thoát hiểm khi hỏa hoạn xảy ra chưa? Trong chúng ta đây, có ai đã từng lập kế hoạch và tập thoát hiểm cho chính mình và gia đình? Các bạn đã có kế hoạch như thế nào khi gặp hỏa hoạn? Gia đình bạn đã có biết gặp gỡ ở đâu không nếu bị hỏa hoạn? Nếu chưa thì chúng ta nên lập kế hoạch ngay lập tức, vì thực sự chúng ta không biết rủi ro hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng chần chờ, vì đó là sự an toàn cho tính mạng của chúng ta và người thân. Hãy làm một kế hoạch để thoát khi gặp hỏa hoạn cho bạn và người thân, theo sự hướng dẫn như sau. Vẽ sơ đồ nhà bạn. Ghi rõ hướng cửa sổ và cửa chính. Ghi rõ mỗi phòng nên có hai lối thoát hiểm. Nếu cửa chính không sử dụng được, chúng ta sẽ cố gắng thoát ra từ cửa sổ. Đánh dấu các máy báo động khói với ký hiệu SA, Smoke Alarm, CO, Carbon Monoxide. Nên để máy báo động khói trong mỗi phòng, khu vực ngoài phòng ngủ và mỗi tầng lầu. Chọn một nơi an toàn ngoài nhà mà mọi người có thể gặp nhau. Thực tập kế thoát hiểm với người nhà mỗi tháng một lần hoặc ít nhất là 3 tháng một lần. Những điều cần biết để thoát hiểm khi hỏa hoạn. Phần lớn số người tử vong là bị ngạt khói độc khi cháy xảy ra. Vì vậy, điều cần tiên bạn cần làm là cúi người thấp xuống để tránh khói và tìm cách thoát ra. Che mũi và miệng với giấy và khăn ướt để tránh ngộp vì khói độc. Nằm sấp và bò trườn ra ngoài. Không bao giờ cầm tay nắm cửa với tay không. Rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Không cố gắng bảo vệ tài sản cá nhân. Không quay trở vô nhà với bất cứ lý do gì. Hãy đến nơi hẹn gặp thân nhân đã định trước. Bạn sẽ làm gì khi quần áo của bạn bị cháy? Đứng ngay lại, nhớ là đừng chạy vòng quanh vì điều này chỉ quạt cho ngọn lửa và làm chúng cháy nhanh hơn thôi. Nằm xuống vì việc này giúp lửa khó lan ra hơn và giảm tác động của lửa lên mặt và đầu bạn bởi vì lửa cháy từ dưới lên trên. Lăn vòng quanh, việc lăn giúp dập lửa hiệu quả nhất. Làm thế nào để tránh hỏa hoạn, bảo vệ gia đình và bạn? Hãy thực hiện các điều dưới đây. Gắn và kiểm soát các máy báo khói, smoke alarm, và máy báo khí độc, CO. Kiểm tra hệ thống sưởi và điện. Sắp xếp đúng vị trí đồ vật trong nhà để tránh hỏa hoạn, như sách vở đừng để gần lò sưởi. Tìm chỗ để đúng cho các hóa chất để tránh dễ bị bốc cháy. Hãy cẩn thận hơn khi dùng bếp, tắt bếp khi cần. Mua những bình chữa cháy và học cách sử dụng cho đúng.
lập ra kế hoạch thoát hiểm. Danh sách thân nhân có thể liên lạc khi khẩn cấp. Cần có thang dây thoát hiểm cho nhà có 2 tầng, để thang dây ngay gần cửa sổ, để có thể sử dụng khi cần. Chuẩn bị sẵn sàng túi vật, dụng khẩn cấp. Tự lập danh sách nhắc nhở khi ra khỏi nhà hay khi đi ngủ, như tắt đèn, tắt nến. Ngoài các điều trên, các bạn đã đăng ký với Alert SCC chưa? Cảnh báo SCC là một cách dễ dàng và miễn phí để nhận thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Cảnh báo có thể bao gồm cảnh báo cháy, động đất, thời tiết khắc nghiệt, cảnh báo về vụ phạm tội ảnh hưởng đến khu phố của quý vị, những hướng dẫn cần thiết trong thảm họa. Không ai có thể bảo vệ mạng sống của mình và người thân tốt hơn chính mình. Vì vậy, hãy áp dụng những gì chúng ta đã được học để bảo vệ an toàn cho chúng ta và gia đình. Gia đình bạn cần bạn. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị.